Hey mọi người, cuối năm ăn hộp vịt lộn thì đầu năm ăn cút lộn nha mọi người. Bình thường mình hay mua cút lộn về để mình xào me á. Ai cũng thèm nhưng mà mua về ăn bình thường thôi nha. Cái nồi trứng nó ngon gì đâu luôn. Là mình mua 50 trứng coi ăn hết không nha. Thì bình thường ăn 20 trứng là no rồi á. Ta nói ăn cái món này ngon nhất là phải có một cái chén muối tiêu tắc ớt như vậy nè. Ớt nhiều nhiều cho nó đậm đà nha. Trứng thì nóng hỏi à nên mình đã để tầm 5-10 phút cho nó nguội bớt tí xíu. Nhưng mình thấy giữa cút lộn với hộp vịt lộn á, lộn ăn nó sẽ ngọt và béo hơn. Mà có điều hơi mắc công là phải lọc vỏ liên tục. Nhưng hôm nay hên ghê mua cút lộn trời nó ngon mà nó bự mọi người. Nó luôn cái mềm mà cứng cứng á. Giờ mệt quá bây giờ mình sẽ lột một lần rồi mình ăn một lần luôn nha. Ngồi mà ăn từng trứng thì tôi không biết chừng nào nó mới xong cái mâm này á. Tuy là trứng nhỏ nhưng mà cái nước rất là nhiều á mọi người. Hộp vịt lộn hay cút lộn gì thì cái nước nó vẫn ngon nhất, vừa thơm vừa ngọt á. Khi lột vỏ mọi người nhớ lấy cái nước lại nha. Dù như xào me cũng lấy cái nước để cho nó thơm béo hơn. Xong rồi nè, bây giờ mình sẽ xi mình ăn một lần cho nó nhanh luôn. Muối tiêu tắc thì chua chua cay cay quyện cùng trứng cút lộn mini béo ngậy, nhớ ăn thêm miếng rau răm vô nha. Cút lộn hay là vịt lộn gì á đều là món tủ của tôi. Mà tôi hẹp tôi ăn quá trời quá đất luôn. Không hiểu sao người ta ăn cái món này ta ăn buổi tối không mà mọi người. Có nhiều người nói là ăn cái món này buổi tối là hơi độc nha. Như là do buổi tối trời nó mát mát mình ăn cái này nó nóng nóng mình thấy nó đã ta. Sau khi ăn nãy giờ cũng 20 trứng rồi thấy cũng hơi nano rồi đó mọi người. Tại vì trước đó mình có ăn một tô bún bò rồi. Mỗi lần mình ăn cái món này mình không có dám để bụng đói, cũng hơi sợ xíu á. Mình không hiểu sao mình ăn ở ngoài rất là ngon, về nhà luộc không ngon bằng mọi người. Là cô chú bán có bí quyết đúng không ta? Mọi người mê ăn cút lộn hay hộp vịt lộn này. Hôm nay mình ăn được 30 trứng nha.